Tin mừng cho người nghèo xin kính chào quý khán thính giả trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ hai 3 tháng 12 2018, chương trình sống tin mừng gồm có biết rõ đường đi, sử tích của thánh giá Francisco Xavier, món quà tặng mẹ. Trước hết, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi biết rõ đường đi. Một bà đi xe lửa lần đầu tiên nên rất bỡ ngỡ, sợ lầm tàu và lạc đường. Bà quay sang hỏi một hành khách ngồi bên cạnh: "Thưa ông, tàu này có phải đi Roma không?" Ông ấy trả lời ngay: "Vâng, đây là tàu đi Roma, bà đừng lo, vì Roma là nhà của tôi phải về đó." Nhưng bà ấy vẫn chưa thỏa lòng, cứ miên man nghĩ ngợi, nhỡ ông kia cũng lầm tàu thì sao? Làm sao mà mình biết được? Vừa lúc ấy, có người tài công bước vào, bà hỏi: "Bác tài công ơi, tàu này là tàu đi Roma phải không?" Người tài công trả lời: "Vâng, đây chính là tàu đi Roma, tàu sẽ chạy trong vài phút nữa, bà cứ việc ngồi thoải mái, đừng lo lắng gì cả, sẽ tới Roma an toàn." Tới lúc ấy bà mới yên tâm, vì bà đã hỏi người có thẩm quyền trên tàu, bà ấy đã nhận được câu trả lời từ một người có thẩm quyền nên không còn lo sợ nữa. Mỗi chúng ta cũng đang đi trên hành trình đời sống, một hành trình vào cõi vĩnh hằng. Chúng ta qua những chặng đường lạ, rất dễ lo sợ về ngày mai. Nên cũng như người hành khách kia, chúng ta chỉ có thể tin vào lời hướng dẫn có thẩm quyền nhất. Và nhờ đó, chúng ta sẽ yên tâm tiến bước. Vị có thẩm quyền nhất cho hành trình đời sống của chúng ta, đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Vì Chúa Giêsu đã nói: "Ta là con đường, là sự thật và là sự sống." Chính Chúa là đấng hướng dẫn cuộc đời mỗi chúng ta vào cõi vĩnh hằng. Khi tin Chúa, chúng ta không còn nghi ngại về tương lai nữa. Vì đấng hướng dẫn con đường cho chúng ta chính là Chúa vĩnh hằng, người nắm giữ tương lai của ta. Tiếp theo, Mai Thiên mời quý vị cùng đến với sự tích của Thánh giá Francisco Xavier. Hôm nay, ngày 3 tháng 12, Giáo hội kính nhớ Thánh Francisco Xavier dòng tên. Nhân gian có truyền tụng nhau câu chuyện của Thánh giá Francisco Xavier như sau. Trong lúc băng ngang qua vùng Malacca, Ấn Độ Dương để tới xứ phù tang của con cháu Thái Dương, thần vệ nữ Nhật Bổn, thì tàu của Ngài mắc bão. Thánh Francisco liền cầu khẩn Chúa xin cho sóng gió lặng yên, rồi Ngài ném cây thánh giá vẫn đeo ở trên ngực xuống biển. Thiên Chúa đã nhậm lời Ngài cầu xin cho sóng yên biển lặng trở lại, rồi tàu của Ngài vượt thoát qua vùng Ấn Độ Dương an toàn. Một trong những nhân chứng là bạn đồng hành trên chiến tàu của Ngài, ông Faustus Rodriguez, đã kể lại trong nhật ký như sau. Lúc tàu vừa cập bến đất liền, thì ông và thánh nhân đang đi bộ ven bờ biển nhắm theo hướng ta lên khoảng nửa trăm bước, thì cả hai đều nhìn thấy một chú cua biển bé xíu đang đứng yên không nhúc nhích, với hai cái càng đang kẹp chặt lấy cây thánh giá của Ngài giơ lên như có ý muốn trả lại cho Ngài. Cha thánh liền quỳ gối xuống cát, nhưng chú cua vẫn không nhúc nhích, cho tới khi cha thánh nhận lại cây thánh giá, nó mới chịu quay đi, rồi lủi dần ra biển biến mất. Cha thánh hôn lên thánh giá liên miên, rồi chắp tay cầu nguyện khoảng nửa giờ, và tôi cũng vui lây, rồi cùng cầu nguyện với cha, và cảm ơn Chúa Giêsu vì phép lạ này. Xong, chúng tôi đứng lên đi tiếp. Dân gian Công giáo Việt Nam vùng cửa bạn Thanh Hóa cũng có câu chuyện truyền tụng cho nhau về sử tích loài cua thánh giá Francisco Xavier, mà sau này cả hai linh mục sử gia Công giáo Bùi Đức Sinh và linh mục Nguyễn Thế Thoại có nhắc lại như sau. Thánh Francisco khi tới cửa bạn có đánh rơi cổ tràng hạt xuống biển, được một con cua lượm lên dâng lại cho Ngài. Ngài chúc lành cho con cua, nhờ thế từ đó trên mu loại cua này có dấu giống hình thánh giá. Dân chúng vùng duyên hải cửa bạn Thanh Hóa
quen gọi thước cua đó là cua thánh giá Francisco Xavier. Chuyện này xảy ra vào năm 1549, trong lúc Ngài đang trên đường tới Nhật Bản để truyền giáo, thì tàu của Ngài bị bão rồi trôi dạt vào bờ biển cửa bàn Thanh Hóa, ngày 22 tháng 7 năm 1549. Ông Gisbert cũng thuật lại chuyện này năm 1928 và được chính thánh nhân xác nhận trong lá thư gửi cho người bạn ở Goa. Linh mục Philip phê bình trong truyện Nước Nam, Đàng Ngoài Chí Đàng Trong, Kẻ Chợ Nước Bồ Đào Nha năm 1822, quả quyết là dịp này thánh nhân không giảng dạy gì vì có ý sang Nhật. Vào ngày thánh Francisco Xavier được tôn phong hiển thánh, giáo dân thấy có đặt mẫu ảnh con cua kẹp thánh giá ở trên bàn thờ, và ở trên băng rôn nhà thờ cũng có in hình này. Lạy thánh Francisco Xavier, cầu cho chúng con. Tiếp theo là câu chuyện Món Quà Tặng Mẹ. Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi. Được biên soạn dựa trên câu chuyện Christmas Shoe, câu chuyện Món Quà Tặng Mẹ cũng rất hay và ý nghĩa. Cậu bé trong truyện rất đáng được khen ngợi, tuy còn nhỏ tuổi vẫn chưa hiểu cái chết là gì và nó sắp xảy ra với mẹ mình, nhưng tình yêu, sự quan tâm của cậu đối với mẹ khiến cho nhân vật tôi cảm động và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ cùng cậu bé. Tôi vội vã bước vào tiệm trong môn để sắm khẩn cấp mấy món quà Giáng sinh vào phút cuối cho đứa con gái. Kinh hãi nhìn đám đông, có lẽ tôi sẽ bị kẹt trong tiệm đến muôn đời. Trong khi việc phải làm còn chồng chất, văn phòng còn bao nhiêu văn kiện chưa duyệt xong. Tôi cố rách qua đám đông, đi lại như kiến, để xông vào chỗ bán đồ chơi và tự hỏi không biết đứa con gái có thèm đồ chơi như vậy không. Tôi duyệt qua mấy dãy hàng bán đồ chơi và chọn đại một con búp bê nhìn cũng xinh xắn, chạy lẹ ra xếp hàng tính tiền. Tình cờ tôi thấy một chú bé đứng gần đó, tay mân mê một đôi hài màu đỏ thật xinh xắn, dễ thương. Chú bé ôm đôi hài trên tay, mặt sáng rỡ. Tôi nhìn chú bé và hơi ngạc nhiên. Chú bé độ 7 tuổi, nhìn đôi hài, mắt sáng như nhìn một món đồ chơi nó rất yêu thích. Trong khi đó, chú bé nói với người tính tiền, cô có chắc là cháu thiếu tiền không? Cháu tính rồi là đủ tiền cơ mà. Cô gái trả lời có vẻ như chịu hết nổi. Cháu biết là cháu không đủ tiền rồi mà còn hỏi nhiều, lôi thôi quá đi. Cháu đứng qua một bên để cô tính tiền cho người khác, khi nào đủ tiền thì đến trả. Tôi nhìn chú bé khuôn mặt buồn bã, một mình đứng nhìn đôi hài. Quan sát một lúc, tôi hỏi, cháu mua đôi hài cho em gái cháu hả? Dạ không, cháu mua cho mẹ của cháu. Mẹ cháu bệnh rất nặng, và ba nói mẹ sắp đi gặp Chúa Giê-xu rồi. Đôi hài này mẹ cháu rất thích. Cháu muốn mua cho mẹ, để mẹ mang đi gặp Chúa Giê-xu. Mẹ sẽ đẹp lắm, sẽ vui lắm. Nghe đến đây, tôi mới hiểu ra là mẹ của cậu bé đang hấp hối, nhưng cậu bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện tử biệt. Và một nỗi đau xót tràn vào hồn tôi. Chú bé nói tiếp, cháu nói với ba rằng, dặn mẹ đừng đi ngay, nói mẹ đợi con đi chợ về. Cháu còn thiếu vài đồng nữa mới mua được đôi hài. Tất cả tiền cháu để dành lâu nay vẫn còn chưa đủ. Chú có thể giúp cháu không? Mai mốt cháu sẽ đi làm trả lại cho chú. Nhìn chú bé tiêu nghỉu cúi đầu im lặng, tôi thò tay vào túi lấy tiền trao cho chú bé. Đây, cháu lấy ra trả tiền, rồi lo về với mẹ, đôi hài đẹp lắm. Khuôn mặt chú bé chợt tươi rói và nói, vâng, cảm ơn chú rất nhiều, Chúa sẽ chúc lành cho lòng tốt của chú. Mẹ cháu sẽ vui lắm khi mang đôi hài này đi gặp Chúa Giê-xu. Tôi bước ra cửa tiệm, trên đường lái xe về nhà tôi vẫn còn thấy khuôn mặt ngây thơ của cậu bé đáng thương. Tình yêu của chú bé dành cho mẹ quá mãnh liệt, như một thiên thần Chúa gửi. Cậu bé đã nhắc nhở tôi ý nghĩa của Giáng sinh, mùa của yêu thương và ban tặng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Món Quà Tặng Mẹ cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Chương trình Sống Tin Mừng sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo,
các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu vào lúc 20 giờ. Chân thành cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn an vui hạnh phúc. Mai Thiên thân ái tạm biệt.